Giờ mình sẽ cùng đi lên núi Đức Mẹ Núi Cuối nha các bạn. Nãy là mình quay cái đoạn lên nhà thờ đó, nhà thờ nè đó. Hoa đẹp không các bạn, quá đẹp luôn. Những video này khi mình về nhà mình mới đăng để cho dung lượng nó có đầy đủ hơn. Còn mình hiện tại thì mình đang xài 3G cho nên 4G cho nên là dung lượng nó cũng hạn chế, nên mình sẽ quay mình lưu trước rồi mình giờ đăng sau. Đó, bạn thấy xa luôn là biển đó. Nhìn thì hơi chứ cao nha các bạn. Hôm nay mình đi ngày thường cho nên là nó vắng. Mình nói thiệt mà giờ tới giờ mình cũng chưa ăn gì. Tính là đi xong mình quay xong rồi mình ăn. Đó, tưởng tượng mẹ ngay ở trên luôn. Nó ra người ta để những cái hàng ghế này nè, để mà cho ai không lên nổi nữa thì có thể ngồi tại đó mà đọc kinh cầu nguyện, còn ai á có sức thì cứ lên tiếp. Đây có khỉ nha các bạn, có khỉ, các bạn cũng phải cẩn thận đó. Các bạn thấy khỉ không? Các bạn hạn chế, khi mình đang cầm mình quay mình cũng sợ nó giật điện thoại lắm các bạn. Mình sẽ tạm thời stop. Ok các bạn ơi, mình đã leo lên tới đây rồi đó. Đó còn cảnh Đức Mẹ luôn các bạn. Mình sẽ cố gắng đi lên. Hôm nay là ngày mình leo hai ngọn núi rồi đó. Ok, đây các bạn. Đây là tượng Đức Mẹ Núi Cuối. Đó. Kia là Trại Thánh Giá các bạn. Đó. Cái danh kia là Đức là Chúa Giêsu được tán xác trong mồ. Ok. Đó. Quá rõ nét luôn. Ok, mình kết thúc clip đây nha các bạn.